Sao anh Đức ngon không? Nhìn bảo nhăn nhăn kìa. Lần đầu tiên anh ăn nem, nem là dạng nem chua đó các bạn. Ăn cay tốt, đúng rồi, tuyệt vời. Biểu hiện của khách Hà Nội ghi ăn nem. Hiện tại là mình đang ở trước quán nem Đặng Văn Quyên, nằm ở đường Lãng Ông, thành phố Nha Trang, nằm ở góc đường Lê Lợi nha các bạn. Đây, đối diện cái quán nem Lê Lợi nha các bạn. Chào các bạn, ngày hôm nay là mình có mặt tại quán nem Đặng Văn Quyên, và đi với mình là có hai khách từ Hà Nội tới Nha Trang, và đây là chị Na có đi theo nữa để mà hướng dẫn hai khách này đi tới ăn những món đặc sản của Nha Trang. Thì ngày hôm nay là anh đang giới thiệu cho hai anh này là món ăn, đó là nem nướng Nha Trang. Ở cái quán này là lúc trước là mình cũng có một cái video mình review cho các bạn xem rồi, đây là nem nướng Đặng Văn Quyên, và lần thứ hai là mình có dịp đi tới đây ăn nữa. Và đây là cái loại nước chấm đặc biệt nhất của quán này, nó còn ấm ấm nha các bạn. Và nem ngon hay không quyết định là nhờ phần nước chấm này. Rồi ở đây là mình có gọi hai phần nem nướng. Đây là dạng như là nem nướng rồi. Còn đây là phần bánh tráng, mình có thể cuốn với lại các loại bánh tráng như thế này. Và ngoài ra là mình kèm theo các loại rau xanh này các bạn. Ở cái dĩa rau này là có rau tía tô, rau xà lách, rau hẹ và rau ngò tàu. Ngoài ra còn có dưa leo và xoài chua. Đây là phần chả lụa và nem. Thì các bạn muốn ăn thêm thì có thể dùng phần cái dĩa này. Rồi một món tiếp theo đó là dưa chua làm từ cà rốt hoặc là đu đủ, có hành tím nữa các bạn. Đây là bàn của mình nè các bạn. Khi mà các bạn tới du lịch Nha Trang thì Hana cũng đưa các bạn đi ăn những cái món đặc sản như thế này nè, đặc biệt là những cái quán ngon nha. Đó, rất là thú vị. Và đến Nha Trang thì không thể nào mà thiếu nem, nem nướng Nha Trang được. Chị nhớ là nó thiếu một cái. Giờ em hỏi anh có biết cuốn nem nướng không? Chưa chứ, đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm món nem nướng này. Dễ lắm anh, cứ cuốn đại đi, bỏ vô miệng là xong à. Okay, okay. Bây giờ chị Na sẽ cuốn thử một cuốn nem cho các anh xem nha. Chút cá. Không, rồi tiếp theo cuốn bỏ cái này nè. Cái này này là xoài chua này. Đấy, cái bánh này to hơn rất nhiều ngoài. Ở ngoài đây các chị nào ăn nướng nhiều lắm, đúng rồi. Rồi anh cười, anh thử cuốn đi cho mọi người xem. Cách người Hà Nội ăn nem khác người Nha Trang. À đúng rồi, đây mới gọi nem gốc Nha Trang nhé các bạn. Còn bình thường mình ở ngoài Hà Nội thì là gọi là nem nướng Nha Trang, nhưng mà kể cả cái nem này cũng như là về các cái rau cá, các cái đồ gia vị ấy, thì là không được hấp dẫn như này. Kể cả những nem nướng như đây gọi là những gì là
bánh bánh tráng chiên. Đúng rồi, trong đấy nó bé lắm. Ở ngoài ngoài đấy người ta làm bé lắm, không được to đẹp như này đâu. Người Hà Nội ăn rất tốt nên là làm bé lại. Cái này là đủ tam vị. Rồi bây giờ anh thử đi, anh thử chấm cái nước chấm rồi ăn xem sao. Đấy cái cầm cái bánh đa nó khác rồi. Anh Tập ăn thử đi. Để xem họ ăn thử và cho cảm nhận nghe các bạn. Rất là ngon các bạn ạ. Càng nhai là càng rất là ngon. Dễ thương quá. Rồi anh Đức cho em cảm nhận đi. Rất là ngon các bạn ạ. Đừng để các bạn uống có chuyện đến Nha Trang ấy. Hãy thưởng thức thì một em được ấy. Rồi bây giờ anh Tâm sẽ phát biểu cảm nhận sau khi ăn cuốn nem này. Thật sự là ngay từ đầu mà chị Na đưa cho mình cái bánh đa ấy, mình đã cảm nhận khác rồi. Như là ban đầu bên nhà có đưa ra là đĩa rau, đĩa nem nướng, tất cả các gia vị nó khác hoàn toàn luôn so với cái quán nem ở Hà Nội, cũng là mát là ở Nha Trang. Nhưng mà để từ miếng nem, từ miếng bánh đa rán lên và các cái gia vị rau này, các cái rau này gần như là Lội không có hai loại rau này. Đấy, gấp cá không có nhé. Đều khác rau là cái thứ nhất ha. Rồi cái bánh tráng không được đầy đủ này. Cái bánh tráng cũng khác nè. Và cái nước chấm này như cái nước chấm ở ngoài anh nó có khi nước mà người ta như đem ra nó có ấm không? Có quán có ấm, có quán thì bình thường. Nhưng mà cái màu ấy, màu đấy là như người ta phi hành, nó là màu vàng. Cái màu này đầu tiên lúc đây ra mình tưởng là cái nước chấm này cay, ngon ăn chấm luôn nhỉ? Rất là ngon, nhưng mà cay. Cái màu đó là màu điều đó anh. Đó. Ai cũng nhầm tưởng nó giống màu tương ớt đúng không? Còn ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc ấy, thì là cái quán nem nướng thì là cái màu nó gần gần như cái màu này, cái nước chấm nó gần như là thêm một cái màu này hơn. À. Đấy, kiểu này mình nghĩ là chắc là do bên ngoài ấy có phi hành các thứ ấy. Và nước chấm nó khác, không chuẩn như ở trong Nha Trang. Nhiều như là nem mà mình là lá ổi ấy. Đúng rồi.
Chắc là mình cảm thấy không? Tối chứ không có gì ăn lắm, buồn ra thử rất đỉnh. Em ăn bé không? Mẹ ăn bé không? Đây nè. Sao anh Đức ngon không? Chị bảo nhanh nhanh kìa. Lần đầu tiên anh ăn nem dạng nem chua đó các bạn. Ăn cay tốt, đúng rồi, tuyệt vời. Biểu hiện của khách Hà Nội ghi ăn nem nhìn thế. Anh bọn lừa. Sao? Ai loại nem thích ăn nem nào nhất? Nem nướng đúng không? Mà nem này mấy nhỏ mà chiên không được vàng màu đẹp này đâu, mà kiểu màu nó lâu, tức là do cái mỡ nhiều lắm, nhiều lần. Đó là đây là mỡ chuẩn đầu chuẩn. Đấy. Cái này hai món nữa. Được. Ăn được chứ. Ở đấy có chưa thỏa nha. Vị nó là một mồm hết rồi. Dưa hành tô đối đỏ. Mỡ dưa hành tô đối đỏ. Cái tết. Đó, rồi dưa hành tô đối đỏ. Hành muối. Hành muối. Nó có phải khó. Nó có khó không? Nhà của Kiều cũng có rồi. Đấy. Kiều Tết người ta hay muối. Đúng rồi. Cái muối gì mà. Cái đùa đúng không? Ở đâu có ai nữa không? Đúng đây là cái bill của bạn của mình sau khi ăn xong này các bạn.